Nằm trong chuỗi kế hoạch cơ cấu lại hoạt động của hãng, thì trang thương mại trực tuyến eBay mới đây vừa cho biết hãng này đã sẵn sàng tách PayPal ra khỏi eBay và sẽ bán lại mảng GSI Enterprise. Đã có thông tin về việc chia tách PayPal ra khỏi eBay từ năm ngoái, nhưng cho đến nay trang thương mại điện tử mới cho biết hãng đã sẵn sàng tách PayPal ra khỏi các hoạt động của hãng. Bên cạnh đó, eBay cũng sắp bán bộ phận doanh nghiệp, thường được biết đến với tên gọi GSI Khmer, với giá 925 triệu đô la Mỹ. eBay đã mua GSI Khmer hồi năm 2011 với giá 2,4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, mảng này hoạt động không mấy hiệu quả. Trong khi đó, PayPal dự kiến sẽ được niêm yết trên sàn Nasdaq, tạo ra một công ty mới có trị giá khoảng 40 tỷ đô la Mỹ, theo các nhà phân tích. eBay cũng báo cáo lợi nhuận hàng quý tốt hơn dự kiến và thúc đẩy kế hoạch mua lại cổ phần trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, lợi nhuận vượt dự báo phần lớn là nhờ vào mảng kinh doanh của PayPal. Còn doanh thu ở phía eBay thì không chỉ tăng trưởng khá chậm chạp mà còn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Amazon.